Xin chào anh em đang xem video One Way. Và ngày hôm nay mình sẽ nói về một chủ đề rất hay. Và thời gian vừa qua mình xem YouTube rất nhiều và đã bị lôi cuốn bởi những travel vlog này, hay những cái thước phim mang tính cinematic một chút. Và mình nghĩ là anh em đang có xu hướng như vậy, cho nên rất nhiều anh em đã có những cái câu hỏi, đó là làm những cái thước phim như vậy, làm những cái vlog video như vậy thì có cần cầu kỳ quá không? Và đã có một số ý kiến anh em cho rằng chúng ta sẽ phải đầu tư rất nhiều. Thứ nhất sẽ phải kể đến đó chính là một cái body máy quay máy ảnh này, hoặc là một giải len gì đấy để có thể phục vụ việc quay cho anh em. Ngoài ra khi mà anh em quay xong, anh em cũng sẽ phải hậu kỳ tất cả các thứ và cũng sẽ phải đầu tư một bộ máy tính hoặc một chiếc laptop có thể cân được. Nhưng trong video ngày hôm nay, thực ra làm cái đấy rất đơn giản thôi. Anh em chỉ cần một chiếc điện thoại cho từ việc quay cho đến việc hậu kỳ video của anh em. Đồng hành mình ngày hôm nay sẽ là em iPhone 12 đang có mức giá bán rất yêu thương tại OneWay Mobile. Cho nên những anh em nào quan tâm thì hãy truy cập website của OneWay Mobile để biết thêm chi tiết nhá. Và để mình nói này, tại sao mình lại lựa chọn iPhone làm chiếc máy có thể vừa quay và vừa hậu kỳ cái video mà mình muốn giới thiệu cho anh em. Thì như anh em đã biết, chất lượng camera của iPhone khi quay video thực sự nó vẫn là top ở trong những smartphone trên thế giới. Và nhất là khi thế hệ iPhone 12 series đã có rất nhiều nâng cấp đáng kể về cụm camera. Có thể kể đến như việc là chế độ camera ban đêm đã được trang bị trên tất cả các cụm camera, chứ không phải là camera chính ở trên thế hệ iPhone 11 series. Và còn chưa kể đến iPhone 12 Pro Max còn được trang bị cảm biến sensor chip có thể chống rung tốt hơn rất nhiều. Nhưng mình nghĩ là chỉ cần iPhone 12 thôi đã đủ rồi. Với cụm camera chính và camera góc siêu rộng thì nó đã làm rất tốt cái nhu cầu khi quay những travel vlog hay là những cái thước phim mang tính cinematic cho anh em rồi. Đó là về vấn đề chất lượng hình ảnh. Khi anh em quay phim thì anh em yên tâm với thế hệ iPhone 12 hay tất cả thế hệ iPhone 11 hay thậm chí là XS Max hay là XR các kiểu. Thì về chất lượng quay không phải bàn nữa. Và những cái shot phim mà anh em quay thì nó sẽ tùy thuộc vào anh em thôi. Và chúng ta sẽ đến một cái phần rất là hay ho, đó chính là phần hậu kỳ. Thì như anh em đã biết, những cái phần mềm chỉnh sửa video như kiểu là Premiere này, DaVinci các thứ đấy, thì nó sẽ sử dụng ở trên máy tính và nó sẽ phải cần đầu tư một khoản tiền khá là lớn để có thể đầu tư được bộ máy tính hoặc là một chiếc laptop thể làm tốt việc đấy. Nhưng với iPhone thì mình sẽ đề xuất cho anh em một cái app hậu kỳ rất tốt thời điểm hiện tại. Đó chính là app VN. Mà mặc dù app này thì nó là của một bên nước láng giềng sản xuất thôi, nhưng mà nó được đặt tên là Việt Nam nữa, nên là mình rất ủng hộ app này. Và nói thật luôn là cái chất lượng của video và về chất lượng mình edit khi ở trên app VN này thực sự nó rất là tốt. Với app VN đang nói cho nó tây. Thì thôi, mình sẽ bật luôn cho anh em. Thì anh em hãy vào App Store và ghi VN ra. Thì cái logo của nó sẽ là màu trắng và sẽ có cái chữ VN được đặt chính giữa, và anh em download về cho mình nhá. Thì với cái app này thì anh em thể làm rất nhiều thứ. Thì đầu tiên cái việc mà anh em cần chú trọng đó chính là edit video, đúng không? Thì anh em sẽ edit nó như thế nào thì mình cũng đã có quay sẵn tất cả các shot ở đây rồi. Và mình sẽ bấm vào để làm nói cho anh em, giới thiệu qua cho anh em nhá. Thì như anh em thể thấy ở cái phần trên màn hình thì nó sẽ hiện lên, đó chính là phần preview cho anh em. Và trên cùng ấy thì nó sẽ là tỷ lệ khung hình cho anh em là 16:9 này, để anh em có thể up YouTube hoặc là có như là Instagram này, up TikTok các kiểu, hay những cái tỷ lệ khác là 23 hoặc là 34 và còn rất rất nhiều đằng sau. Đây thì đây là có một bước đầu tiên, anh em sẽ phải chọn tỷ lệ khung hình mà anh em mong muốn và kéo phần xuống dưới nào. Thì đây sẽ là cái phần mà anh em edit rất nhiều. Nó sẽ có 1 2 3 4 mục. Mục đầu tiên nó sẽ là có âm thanh, anh em sẽ thêm âm nhạc các thứ ở trong video. Mục thứ hai là anh em thể thêm những cái phần text. Đây thì nó đã có những cái phông chữ có sẵn rồi. Và mục tiếp theo là anh em thể chèn hình ảnh hoặc là chèn sticker có sẵn ở trong cái app VN này. Và đây là cái phần cuối cùng, là sẽ phần anh em edit clip. Và mình sẽ giới thiệu qua thôi, vì edit này thì nó rất dễ để làm quen. Và có cái mục template ở phần góc trái này, nó sẽ có những cái set sẵn, những cái template sẵn của trên app VN. Và anh em thể chọn tùy thuộc vào những cái nào anh em muốn. Thì cái này nó sẽ thường nó sẽ phục vụ cho những em nào làm food review này, hay anh em làm những cái công việc liên quan đến thời trang. Và cái tiếp theo là bộ lọc filter, thì đây nó đã có những cái màu được chỉnh sẵn cho anh em. Và như mình đánh giá ấy, thì nó mang rất nhiều cái màu sắc cinematic một chút, thì nó sẽ phù hợp luôn với cả cái video ban đầu mình có nói cho anh em là quay những cái travel vlog. Và đây, đến mục tiếp theo thì đây là một cái điểm rất hay ho. Đây anh em thể nhìn đây, nó sẽ giống những cái keyframe ở trên Premiere. Anh em sẽ điều chỉnh được tốc độ nhanh chậm đây. Đấy, anh em thấy chưa? Thôi cái này thì có lẽ anh em sẽ tự tìm hiểu dần, mình sẽ chỉ giới thiệu qua thôi. Và những cái mục này nó cũng tương tự, đó là phần cắt này, hay là đây phần tăng speed lên,
Và bên cạnh đây sẽ là những cái hiệu ứng anh em thể được hiệu ứng truyền cảnh, thì mình đánh giá cái phần hiệu ứng truyền cảnh của cái app VN này thực sự rất tốt. Let's go, tiếp theo nào. Và kéo sang bên phải nó sẽ có phần delete là xóa clip này, xong rồi điều chỉnh âm thanh này. Bên cạnh nữa đó là những cái màu là blur màu các thứ, chỉnh màu sắc cho anh em mà nếu anh em không muốn dùng những cái preset có sẵn ở bên trong app VN. Và đây là những cái border, đây là những cái phần khung, thì anh em biết là quay cinematic thì bao giờ phải có khung đen thì nhìn nó mới deep đúng không. Còn lại là những cái mà mình nghĩ là anh em sẽ rất thích, đó như kiểu là về crop này, xong rồi về gương lật này, hay là lộn các kiểu nữa, thì đây anh em hãy khám phá thêm. Và mình cũng sẽ chỉ giới thiệu qua cho anh em thôi. Và một cái điều nữa mình muốn nói đến ở đây đó chính là cái phần chất lượng hình ảnh. Khi anh em edit trên app VN ấy, thì nó có thể xuất được đó chính là chất lượng hình ảnh 4K 60fps và có HDR nhá. Anh em nhớ cho mình là có HDR. Thôi giới thiệu qua thôi, thì anh em hãy cùng xem những thước phim mà mình đã quay được và mình edit trên chính VN này nhá. Đấy, anh em thấy video mình làm có được không? Thì thực ra mình là một người quay không chuyên cho lắm, mình chỉ chụp ảnh hay là quay phim cho vui thôi. Nên là anh em đừng chê trách là tại sao thằng này quay gà mờ lắm nhá, hay là edit gà mờ lắm. Nói chung là mình cũng chỉ muốn giới thiệu cho anh em. Cho nên những em nào thấy hay ho ấy thì có thể download app VN này và trải nghiệm đúng như mình nói. Và tất nhiên cái chi phí của anh em để làm một cái travel vlog này, một cái thước video, những cái thước phim mà mang tính cinematic một chút mà không cần phải mất quá nhiều dụng cụ để có thể mua máy quay này, hay là lens lủng các thứ, hay là đầu tư cho mình một cái laptop hoặc chiếc PC, thì hãy trải nghiệm những gì mình nói nhá. Đó là tất cả những gì mình muốn gửi gắm trong video ngày hôm nay. Và những em nào quan tâm những sản phẩm về iPhone, iPad, MacBook thì hãy liên hệ OneWay tại địa chỉ mình sẽ để trên màn hình, hoặc đơn giản hơn nữa truy cập website onewaymobile.vn, onewaymacbook.vn. Xin chào, hẹn lại anh em ở những video sau, và mình sẽ làm những cái video mang tính cinematic này nhiều hơn nữa cho anh em nhé.